Địa Tạng, Bồ Tát, Bổn Nguyện, đúng không? Chỉ có Địa Tạng, Bồ Tát, Bổn Nguyện, chỉ có 6 chữ mà thôi. Hôm nay thì thầy sẽ nói đại khái ở trong trong phần thứ nhất. Kinh này Đức Phật thuyết pháp ở đâu? Đức Phật giảng kinh này ở đâu? À, cung trời Đào Lợi. Cung trời Đào Lợi, trời thì có phải là ở thế gian này hay không? Có phải không? Sao phải trời? Trời là trời chứ sao trời là ở thế gian này? Có tổng cộng 28 tầng trời. À, 28 tầng trời thì chia ra làm ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới có 6 tầng trời. Và tầng trời thấp thấp nhất đó là trời Tứ Thiên Vương. Trời Tứ Thiên Vương á, một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương á bằng 50 năm ở cõi thế gian này. Cho nên các vị nghe nói về cõi trời thì các vị phải biết cõi trời có, không phải là không có. À, người dân ở cõi trời có và phước báo của mỗi mỗi tầng trời sẽ khác nhau, khác biệt rất lớn. Cao hơn cõi trời Tứ Thiên Vương là cái tầng trời mà chúng ta đang tụng kinh Địa Tạng đây là gì? Là Đao Lợi. Trong 6 tầng trời của cõi dục gồm có gì? Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đau Xuất, trời Hóa Lạc và trời Tha Hóa Tự Tại, là 6 cõi trời gọi là thuộc về dục giới. Thế nào gọi là dục giới? Dục giới là còn tham dục. Các vị hiểu không? Nhưng cái tham dục của những người ở cõi trời và cái tham dục của chúng ta hoàn toàn khác, khác nhiều lắm. Càng lên cao thì cái sự tham dục đó nó càng nhạt dần, nhẹ dần. À, chứ không có giống như chúng ta. Thì là ở cõi trời Đao Lợi, một ngày một đêm của cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm của thế gian chúng ta. Thọ mạng của cõi trời Đao Lợi là gì? Là 1.000 tuổi. Thọ mạng của những người ở cõi trời Tứ Thiên Vương là 500 tuổi. Vậy thì cái thời gian tính cũng là gì? Là 1 tháng 30 ngày và 1 năm có 12 tháng như vậy. Quỹ thời gian cũng được tính như vậy, nhưng mà là gì? Một ngày của cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở ở cõi thế gian của chúng ta. Cho nên có những người nói rằng tôi không tin có cõi trời. Tại vì sao? Tôi đã nói với người đó, là cái người làm thiện đó, là nếu như bạn chết, bạn đi lên ở cõi trời thì bạn hãy trở về thế gian này, bạn báo cho tôi biết là bạn đã lên cõi trời. À, mà tôi chờ mãi chẳng thấy người đó về báo, cho nên tôi không tin có cõi trời. Thật ra thì một ngày của người ta là bằng 100 năm của mình. Cho nên nếu như mà đi lên cõi trời, à, đi lên đó rồi ra mắt, rồi chào hỏi gì gì đó xong rồi, chưa chưa được nửa ngày quay lại thì người đó đã chết mất rồi, đã sang một đời khác rồi. Các vị hiểu không? Và ở cõi trời Đao Lợi này còn gọi là Tam Thập Tam Thiên. Cho nên có những người nhầm lẫn giữa Tam Thập Tam Thiên và 28 tầng trời. 28 tầng trời là tính từ dưới lên, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có 28 tầng trời. Còn Đao Lợi Thiên Cung á là gọi là Tam Thập Tam Thiên thì tính theo chiều ngang của cõi trời Đao Lợi. Tại sao cõi trời này gọi là cõi Tam Thập Tam Thiên? Có câu chuyện về thời của Đức Phật Ca Diếp, thì có một người nữ này, cô ấy thấy cái tháp thờ Phật bị dột nát, bị cũ mục, những tượng ở trong đó đã hư cũ hết rồi. Thì cô ấy thấy như vậy mới khởi cái tâm là muốn trùng tu lại, muốn sửa sang lại. Mà một mình cô ấy không có tiền, không có đủ tiền, cho nên cô ấy mới đi rủ 32 người bạn nữa. Với cái cô đó nữa là gì? Là 33 người. Rủ hùn tiền lại để mà xây dựng lại cái ngôi tháp thờ Phật đó. Rồi 32 người đó
có rủ thêm nữa không? Có, lại rủ thêm thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Các vị hiểu không? Chúng ta hiểu đơn giản là ở đây có tổng cộng là 33 nhóm. 33 nhóm thì 32 người kia là rủ những người thân bằng quyến thuộc của mình. Còn cái người chủ đầu tiên này á, là cái người phát khởi cái tâm lên và rủ 32 người bạn cùng trùng tu cái ngôi tháp đó. Và do phước báo này cho nên sau khi thân hoại mạng chung, những vị này nhờ cái phước trùng tu cái ngôi tháp thờ Phật đó mà được phước báo sanh lên cõi trời đao lợi. Thì cái người nữ mà đứng ra kêu gọi mọi người cùng hùng phước, cùng xây dựng ngôi tháp đó trở thành đao lợi thiên chủ. 32 người nữ mà cùng hùng phước để kêu gọi mọi người để mà xây dựng ngôi tháp đó là 32 người cai quản. Mình nghĩ đơn giản giống như là liên bang của nước Mỹ vậy. Các vị hiểu không? À, nước Mỹ nó có nhiều tiểu bang. Và mỗi cái tiểu bang như vậy người ta có luật lệ riêng của người ta. Và người ta đều chịu cái sự điều hành của vị tổng thống Mỹ. Vậy thì cái người đao lợi thiên chủ này giống như tổng thống vậy. Còn 32 người này giống như là gì? Giống như là 32 tiểu bang vậy. Các vị hiểu không? Đó. Ở nước Việt Nam mình thì nước nhỏ, mình khó hình dung. Thì những cái nước liên bang đó là như vậy. Thì cõi trời đao lợi có 32 tầng trời. Và cộng với đao lợi thiên chủ là 33 tầng trời. Cho nên gọi là tam thập tam thiên. Nhưng đây là gì? Là một cõi nước của thuộc về đao lợi thiên cung. Đây là tầng trời thứ hai thuộc về dục giới. Lên trên tầng trời đao lợi là gì? Là trời dạ ma. Trời dạ ma thì một ngày một đêm của cõi trời dạ ma bằng bao nhiêu? Bằng 200 năm ở cõi thế gian. Rồi cao hơn trời dạ ma là trời đau xuất. Một ngày một đêm của cõi trời đau xuất bằng bao nhiêu? Bằng 400 năm ở cõi thế gian. Các vị hiểu không? Tức là phước báo cứ như vậy, mỗi tầng trời thì phước báo cứ tăng gấp đôi như vậy. Đó là nói về những cõi trời. Thì Đức Phật lên cõi trời đao lợi. Lên cõi trời đao lợi, tại sao không lên những cõi khác mà lên cõi trời đao lợi? Tại vì cõi trời đao lợi có ai ở đó, các vị biết không? Có ai? Ai hay đọc kinh Địa Tạng nào? Ở đây có ai hay đọc kinh Địa Tạng không? Không. Có không? Có Ma Gia Phu Nhân. Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đà. Tức là sau khi sanh Thái tử được 7 ngày thì Hoàng hậu Ma Gia từ trần. Và nhờ cái phước báo sanh một vị Phật tương lai, một vị Phật như vậy. Cho nên Hoàng hậu Ma Gia được sanh về cõi trời. Các vị phải biết là khi mà chúng ta làm phước mà phước lớn, một cái phước quá lớn thì không thể thọ hưởng phước báo ở cõi người. Mà phải sanh về một cõi khác, tùy theo cái phước báo đó mà thọ hưởng, mà sanh về. Tại sao có phước lớn mà không hưởng ở cõi thế gian? Làm một đương kim hoàng hậu hưởng phước ở thế gian. Muốn ăn thì sao? Thì cũng phải có người hầu bê tới cho ăn, đúng không? Và thức ăn đó còn phải mặn, còn phải lạc, còn tùy theo người đầu bếp nấu. Thậm chí muốn tắm rửa, muốn mặc y phục thì cũng có người hầu pha nước sẵn cho tắm, vào đó không phải tự mình tắm chứ. Các vị cứ tưởng tượng, không lẽ giờ người hầu vào tắm cho mình sao, đúng không? Hay là mặc y phục, có người mang y phục tới thì cái đó nó cũng không phải là cái tự nhiên đến, phải có người. Và
Một điều tế nhị nhất đó là gì? Ăn xong đi vệ sinh, có ai đi vệ sinh giùm cho mình không? Không, cũng phải tự mình. Đây là cái phước báo giới hạn của cõi thế gian. Dẫu có cao lương mỹ vị đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng có giới hạn. Sanh về cõi trời gọi là y thực tự nhiên lai. Mình nghĩ là mình không thích cái áo này, mình muốn một cái áo đẹp hơn, toàn là kim cương, thì sẽ có một cái áo toàn là kim cương khoác lên trên người của mình. Nếu như mình đói, mình nghĩ là tôi cần phải ăn, thì tự nhiên sẽ có thức ăn bày trước mặt của mình theo những món mà mình muốn. Và sau khi mình nhìn đến thức ăn như vậy rồi thì là gì? Là người đó lại được no đủ và tất cả những thức ăn đó biến mất. Và chính vì vậy cho nên không có những cái nhu cầu mà nó nhọc nhằn khác. Đây là phước của cõi trời. Chưa nói đến về phần hưởng thụ ngũ dục lạc và ngay cả tuổi thọ vân vân, phước báo đều thù thắng hơn cõi người rất nhiều. Cho nên hoàng hậu Ma Gia khi sanh thái tử Tất Đạt Đa rồi, phước báo của một vị thánh mẫu, mẹ của một bậc thánh, và cho nên 7 ngày sau thì hoàng hậu Ma Gia từ trần. Vì cái phước báo lớn này bà không thể hưởng ở cõi thế gian mà bà phải hưởng ở ở cõi trời. Cho nên các vị phải biết á, nếu chúng ta làm phước, chúng ta chỉ tu phước mà không tu tuệ, chúng ta không tu cầu giải thoát á, mà chúng ta hưởng phước thì là gì? Là tối đa là chúng ta cũng chỉ hưởng ở cõi trời đau lợi mà thôi. Nếu muốn hưởng phước ở cõi cao hơn thì phải gì? Phải tu định. Tu định mới hưởng phước ở cõi cao hơn. Còn nếu chỉ tu phước thì là như vậy. Ngay cả chúng ta có người mất, người thân của mình mất, mình vì người đó mình làm phước, mình tu tập vân vân để hồi hướng phước báo, và người đó được cái phước báo lớn này cũng chỉ sanh về về cõi trời và cao nhất là cõi trời đau lợi mà thôi. Còn nếu như muốn sanh về cõi trời cao hơn như là trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà vân vân thì bắt buộc người đó phải có tu định mới có thể sanh về cõi trời cao hơn. Như vậy thì Đức Thế Tôn sau khi mà thành thành Phật 3 tháng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật mới lên cung trời Đau Lợi để thuyết pháp. Cho nên chúng ta phải nhớ là kinh Địa Tạng này Đức Phật nói trước 3 tháng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn chứ không phải sớm hơn. Và tại sao lên cung trời Đau Lợi để nói pháp độ mẫu thân, vì mục đích gì? Đó là làm tròn bổn phận hiếu đạo. Cho nên thầy mới bảo tại sao chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng trong thời gian chùa xây dựng, trong thời gian xây dựng cơ sở vật chất, để làm một cái nền tảng tu tập mà xây dựng tâm địa của mỗi người. Các vị có tu giỏi đến đâu đi chăng nữa, các vị không thể, việc đầu tiên là không thể là người bất hiếu đối với cha mẹ. Chúng ta có tu giỏi đến đâu đi chăng nữa mà đối với những người xung quanh, đối với thân bằng quyến thuộc, đối với bằng hữu, đối với xóm làng vân vân, chúng ta cư xử không tốt, không đẹp thì như vậy chúng ta không phải là Phật tử chân chính. Lại nữa, đối với thiên địa quỷ thần, chúng ta không biết cách tôn trọng, cung kính, thờ phụng vân vân thì chúng ta cũng không phải là đệ tử Phật. Mà tất cả những điều tu tập này phải xuất phát từ từ mảnh đất tâm của chính mình, từ tâm địa. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà xuất gia tu đạo thành Phật, người ta nói ngài là người gì? Bất hiếu đối với cha mẹ, bất trung đối với gì? Đối với quốc gia, bất nhẫn đối với con, và bất nghĩa
đối với vợ. Nhưng thực tế, khi Đức Thế Tôn đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật rồi á, Ngài làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, đối với quốc gia, đối với vợ và đối với con, đối với thần dân. Phải làm tròn bổn phận. Khi ở thế gian, Đức Phật đã khuyên vua Tịnh Phạn niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh tịnh độ. Và đối với mẹ là bà Ma Gia Phu Nhân, mặc dù là bà Ma Gia Phu Nhân đã tái sanh lên cõi trời Đau Lợi, Đức Phật vẫn phải lên trên cung trời Đau Lợi mà thuyết pháp, mà giáo hóa. Cho nên không phải đi tu là không còn trách nhiệm, không còn bổn phận đối với cha mẹ của mình. Vì vậy ở ngay chỗ này thì các vị cũng có những người thắc mắc nói: tại sao thầy đó tu mà thầy đó lại chạy về nhà, lại lo cho mẹ mình, lại lo cho cha mình? Việc đó là việc nên làm. Nhưng thật ra tất cả những cái việc làm đó, lo cho cha mẹ của mình về phương diện vật chất, thì hay là phụng sự cha mẹ mình sớm hôm tối viếng, thì cái đó chỉ là gì? Thể hiện ở hiếu tâm, hiếu dưỡng mà thôi. Người xuất gia tu đạo phải lo một cái phần hiếu lớn hơn, đó gọi là gì? Là hiếu đạo. Và hiếu đạo thể hiện ngay ở trong kinh Địa Tạng này. Nếu như một người vị thầy mà không lòng làm tròn được chữ hiếu, thì vị này không thể làm mẫu mực, làm gương mẫu cho Phật tử, cho bá tánh, cho thiên hạ. Có một cái bài Lý Điệu Lý Con Sáo nói về hiếu. Tiếng sáo đưa, sáo đưa câu hò mơn mang, nhắc người trong chốn nhân gian nhớ đến ơn sanh dương nhọc nhằn, chữ hiếu phải dẹn toàn. Đầu tiên là thương yêu kính dân, lấy hiếu tâm khắc ghi lòng con. Cha mẹ hiền hy sinh biết bao, con lớn khôn vinh quang thành công. Đó gọi là hiếu tâm. Người con phải đặt cái tâm hiếu thuận của mình đối với ông bà, đối với bố mẹ. Ngoài hiếu tâm thì còn có là gì? Hiếu kính, phải kính trọng, phải lo lắng. Và còn đến là gì? Hiếu dưỡng, phải phụng dưỡng cho cha mẹ của mình về vật chất, về tinh thần. Và ngoài hiếu tâm, hiếu kính, hiếu dưỡng thì còn phải lo cho cha mẹ của mình một phương diện cao hơn, không phải ở thế gian, không phải về phương diện vật chất, mà phải làm sao giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi luân hồi sanh tử. Đó là cái hiếu thứ tư, gọi là hiếu gì? Hiếu đạo. Hiếu thứ tư, xin hiếu đạo dình ai ơi, nhớ lời khuyên nhủ song thân, phải gắng tu tích lũy nghiệp lành để đừng đau khổ đọa đày. Dù con mình lo toan xương thân, nhưng kiếp sau chắc đâu ta được yên. Làm mọi điều cho mẹ cha tiếng tu, thế mới nên hiểu cao trong trần gian. Như vậy cái hiếu thứ tư này là gì? Là phải nhắc nhở song thân, nhắc nhở cha mẹ của mình tu tập
làm lành lánh dữ. Và đây là lý do mà Đức Thế Tôn đã lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ cho thánh mẫu Ma Gia và chư thiên ở cõi trời. Lúc nãy thầy có nói, tức là gì? Người ở cõi trời họ hưởng phước báo lớn, cho nên họ không lo tu tập. Và chính vì họ không lo tu tập, cho nên khi mà đọa lạc hưởng hết phước báo ở cõi trời, người ta đọa lạc thì người ta sẽ đọa vào đâu? Địa ngục. Vì vậy khi đi lên cung trời Đao Lợi, Đức Phật không nói chuyện cõi trời nữa. Chuyện cõi trời mọi người đã biết hết rồi, thì Đức Phật mới nói chuyện ở cõi địa ngục. Và ở cõi địa ngục ở đó, Đức Phật nói gieo cái nhân gì để hưởng cái quả gì. Và thánh mẫu Ma Gia phu nhân là người đại diện cho chư thiên ở trên đó, hỏi về quả báo ở trong địa ngục. Ở phẩm thứ nhất này lại nói đến một đoạn nói về thánh nữ Bà La Môn. Đây là một cô gái dòng Bà La Môn. Cô gái dòng Bà La Môn này là người biết tu đạo, nhưng mà mẹ của cô ấy thì không biết tu đạo. Mẹ của cô ấy không tin Tam Bảo, làm những việc ác. Và sau khi mẹ của cô ấy chết rồi á, thì cô ấy làm gì? Mẹ chết rồi thì làm gì? Cô ấy vẫn như chúng ta nè, vẫn đi chùa đúng không? Vẫn lễ Phật, vẫn tu phước, làm tất cả những việc phước đức và cầu xin xin Đức Phật xót thương chỉ ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Vì thương nhớ mẹ, cho nên cô ấy đã đến chùa, đã lễ Phật, đã cầu xin. Các vị khi gia đình có hữu sự có cầu xin không? Có. Nhưng có nghe được tiếng nói của Đức Phật nói từ trên hư không và nói cho chúng ta là thánh nữ kia thôi đừng có khóc than, đừng có bi ai lắm. Nay ta sẽ giúp cho không? Các vị có gặp không? Không. Tại sao vậy? Không ai có, không ai gặp cả. Tại sao vậy? Cái cô thánh nữ Bà La Môn đó yêu thương mẹ, nhưng mà là gì? Đến với Đức Phật bằng tất cả sự chí thành, chí kính. Chúng ta hỏi mình có thành kính hay không? Có thành hay không? Có kính hay không? Có, nhưng mình nghĩ có mà thôi. Thực tế thì là không thành. Tại sao không thành? Tại vì chúng ta đến không phải với nhất tâm. Một tâm thì là thành. Chúng ta đến cũng nhiều tâm lắm. Ngay cả đến có xin cho bố, có xin cho mẹ, nhiều khi mình cũng phải còn đính kèm nữa. Phải không? Đính kèm phải xin cho con, xin cho cháu, vân vân. Và cái sự cầu xin đó của chúng ta gì? Có điều kiện. Thánh nữ Bà La Môn vì thương nhớ mẹ mình và lo lắng không biết mẹ mình sanh về cõi nào, Cho nên đã đến chùa, đã làm những cái việc bố thí cúng dường vân vân và cầu nguyện. Khi được Đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương nói là thánh nữ kia đừng có khóc nữa, đừng có bi ai nữa, nay ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Và Đức Phật có chỉ ngay cho thánh nữ biết là mẹ của ngươi bây giờ ở chỗ nào không? Không. Đức Phật mới bảo là cúng dường xong rồi thì phải mau mau về nhà. Rồi là gì? Ngồi ngay ngắn, nghĩ tưởng đến danh hiệu của ta. Và thánh nữ đã vâng lời, đã về nhà, ngồi ngay ngắn niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Niệm bao lâu? Niệm một ngày một đêm. Một ngày một đêm. Một ngày một đêm rồi là gì? Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục. Ở trong đó có rất nhiều thú dữ chạy nhảy bên này, xua đuổi bên kia, và thấy những tội nhân bị hành hình ở trong đó. Rồi sau đó, thánh nữ mới gặp một người, một quỷ vương tên là Vô Động. Và quỷ vương đó đã chào thánh nữ bằng gì? Bồ Tát. Hay thay, Bồ Tát, ngài có duyên sự gì mà đến chốn này?
Thì thánh nữ mới hỏi gì? Đây là chốn nào? Quỷ vương mới trả lời là: đây là tầng điện thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ mới hỏi: ta nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc đó có thật như vậy hay không? Thì vô độc mới trả lời là: thật có địa ngục. Và vô độc nói là gì? Ở trong ba cái biển này đều là địa ngục. Các vị muốn thì dở kinh ra đọc nhiều lần thì sẽ nhớ. Bây giờ thầy chỉ nói sơ lược thôi. Thánh nữ Bà La Môn niệm Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai, trải qua một ngày một đêm thì là gì? Nhập định. Đã vào định. Vào định và chiêu cảm đến cảnh giới địa ngục. Chúng ta cũng vì bố mẹ, vì ông bà, chúng ta cũng cầu nguyện. Nhưng mà nếu như thầy bảo là: con hãy về ngồi ngay thẳng, cung kính chắp tay niệm danh hiệu Đức A Di Đà Phật, thì sẽ biết được bố mẹ ở đâu ngồi niệm hồi. Sao niệm 5 phút rồi chả thấy đâu, 10 phút rồi chả thấy đâu, làm gì mà ngồi niệm được một ngày một đêm để đạt đến nhất tâm bất loạn? Không có, phải không? Tại vì chúng ta niệm với cái tâm mong cầu, niệm với cái tâm vọng tưởng loạn động, cho nên chúng ta có niệm chứ không phải không có niệm, nhưng không có kết quả. Không có kết quả là vì ở ngay chỗ này chúng ta thiếu sự chân thành. Thánh nữ Bà La Môn niệm Giác Hoa Định Tự tại Vương và chiêu cảm đến cảnh giới địa ngục. Tại sao vô độc gặp thánh nữ Bà La Môn thì chắp tay chào hỏi? Hỏi là gì? Bồ Tát. Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Tại sao gọi là Bồ Tát? Bởi vì ở trong cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người đến đó được. Một là gì? Một là hạng người tạo tội. Tạo tội là do nghiệp lực chiêu cảm mà đến, gọi là gì? Bị đến. Hạng người thứ hai là gì? Do nguyện lực. Nguyện lực muốn cứu độ chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục đó mà đến. Và do nguyện lực đến là không phải là bị đến mà là gì? Chủ động đến, được đến. Và chủ động đến thì sẽ chủ động đi được. Các vị hiểu không? Còn nếu mà bị người khác kéo vào đó thì sẽ bị giam hãm, sẽ không thể tự tại đi ra đi vào được. Và ở ngay chỗ này các vị phải biết, ở trong đoạn kinh này Đức Phật không bảo chúng ta khi có người chết bạn phải đến chùa, bạn phải lễ lạy làm sao, bạn phải bày cúng làm sao, bạn phải cúng dường là bao nhiêu, vân vân, để nhờ thầy ở đó trợ giúp, giúp đỡ, cứu cho người thân của bạn. Mà là bản thân của bạn phải làm gì? Phải tu tập. Ngoài cái việc tu phước, ngoài cái việc bố thí, ngoài cái việc cúng dường ra, thì bản thân của chúng ta phải tu định, phải nhất tâm niệm Phật. Chúng ta có được định lực thì mới có thể cứu được người thân của chính mình. Bây giờ thì chúng ta khỏe lắm, đi đến chùa, chúng ta nói là trăm sự con nhờ thầy, đúng không? Thầy sắm lễ giúp con, vâng, thầy cúng giùm con, thầy kêu cho con, mọi thứ là thầy cả. Và giống như là việc này không dính tới chúng ta. Và chúng ta sai ở chỗ đó. Chúng ta phải thật sự tu tập, thật sự có phước đức thì mới có thể hồi hướng được cho người thân của mình. Vậy thầy làm việc gì? Thầy là một cái cầu nối. Thầy là người hướng dẫn. Và thầy là người là cái cầu nối để chỉ cho mình con đường đi từ đây đi đến chỗ kia. Chỉ cho mình biết cái gì có phước, cái gì không có phước. Thầy chỉ là người hướng dẫn mà thôi. Thầy không thể làm thế chúng ta được. Chúng ta hãy bỏ xuống cái tâm lý ỷ lại, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào thầy. Xin thưa, ỷ lại vào Phật cũng không được, Phật cũng không cứu được. Nếu như Phật cứu được thì Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đã nói với thánh nữ là gì? À, con đã cúng dường nhiều rồi, con đã lễ lạy nhiều rồi, con đã thành tâm rồi, bây giờ ta sẽ giúp con, giúp cho mẹ con thoát khỏi cảnh khổ địa ngục. Nhưng Phật không cứu được.
Phật chỉ cho một phương pháp, mà chẳng những là Phật chỉ cho Thánh nữ Bà La Môn, mà là chỉ cho tất cả chúng ta phải làm như vậy nếu muốn cứu giúp thân bằng quyến thuộc của mình. Và sau khi cái cuộc nói chuyện giữa Thánh nữ Bà La Môn và Quỷ Vương Vô Độc, thì Quỷ Vương Vô Độc việc đầu tiên mới hỏi, hỏi Thánh nữ Bà La Môn là gì? Mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Các vị công nhận không? Mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Thì Thánh nữ mới nói là gì? Mẹ của tôi, thân phụ tôi là Thi La Thiện Tiến và thân mẫu tôi là Diệt Đế Lợi. Nói tên. Và các vị phải biết cái tên rất quan trọng. Quan trọng chỗ nào? Cái tên này khi vừa sinh ra, bố mẹ mình đặt tên đó là có cúng thổ công thổ thần đó. Mình cúng 12 bà mụ và cúng đất đai thổ thần để trình thưa là gì? Là con của tôi tên đó họ đó. Và cái tên này đó mình gọi là tên cúng cơm ấy. Cái tên này sẽ gắn liền với người đó suốt cuộc đời người đó cho đến khi chết. Có những người sau khi bố mẹ đặt tên rồi lớn lên, nghe thầy bói nói là cái tên này không tốt, đổi lại cái tên khác tốt. Và cúng thổ công thổ thần là con xin đặt lại cái tên này, là tên con là tên này, tên này. Thậm chí chẳng những là mình đặt tên cho mình, đặt luôn cả tên cho bố mẹ mình nữa. Gọi là xin, xin con rồi mới xin cha. Cái này không đúng. Cái tên sẽ gắn liền với cuộc đời của chúng ta từ khi cái lễ đặt tên. Cho nên các vị biết là trong những cái pháp sự mà muốn tìm một cái người mà người đã mất rồi, để, nếu như người đó còn ở trong cảnh giới ngạ quỷ này, một vị thầy có khả năng tìm, họ cũng căn cứ vào cái tên đó để mà tìm. Nếu người đó lớn lên, người đó thay tên đổi họ, dùng cái tên thay đổi đó để tìm, nhất định tìm sẽ không ra. Phải là cái tên do bố mẹ đặt, cái tên cúng cơm đấy. Đó. Cho nên Quỷ Vương Vô Độc có hỏi là gì? Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Và Thánh mẫu Bà La Môn nói ra tên họ của bố mẹ mình. Thì lúc đó Thánh nữ Bà La Môn, Vô Độc mới nói với Thánh nữ Bà La Môn là gì? Tội nữ Diệt Đế Lợi, xin Thánh nữ hãy về, chớ có đêm lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi đã sanh lên cõi trời cách nay đã 3 ngày rồi. Và Vô Độc mới nói lý do vì sao sanh về cõi trời. Nghe nói nhờ con gái của bà có lòng hiếu thuận, đúng không? Nhờ con gái của bà có lòng hiếu thuận đã tu phước, đảnh lễ, cúng dường vân vân và niệm danh hiệu của Đức Phật. Cho nên nhờ cái phước báo đó mà bà đã sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày rồi. Mà không phải một mình bà sanh lên cõi trời, mà ai nữa? Hôm đó những tội nhân vô gián cũng đều được thác sanh cả. Như vậy thì chúng ta thấy cô này niệm Phật một ngày một đêm, đúng không? Và cô này trước đó thì đã bố thí, đã cúng dường, đã làm tất cả những việc phước đức để hồi hướng cho mẹ mình. Cộng lại 2 ngày trước với 1 ngày một đêm là gì? Là 3 ngày. Như vậy thì mẹ của Thánh nữ Bà La Môn đã được cái phước báo do con gái của mình tạo ra và đã sanh lên cõi trời ngay cái thời điểm mà cô ấy đã bố thí, đã cúng dường và cầu nguyện. Còn cái việc mà cô ấy niệm Phật là niệm Phật để tự thân mình biết rõ là có cảnh giới địa ngục, để tự thân mình biết rõ là mẹ mình đã sanh, bố mẹ mình đã sanh về cõi trời. Như vậy thì việc bố thí, việc cúng dường, việc tu phước để hồi hướng cho người thân là có hay không? Có. Và phước đức đó, phước đức cúng dường đó sẽ người đó, người thân đó sẽ hưởng được ngay khi mà trai chủ phát tâm, chứ không phải là việc đã hoàn thành. Các vị hiểu không? Ngay khi trai chủ phát tâm, ví dụ như
Chúng ta nghe nói ở một cái ngôi chùa nào đó người ta đổ một cái đại hồng chung, đúc một cái đại hồng chung. Chúng ta nghe nói như vậy, chúng ta phát tâm cúng dường để mà đúc cái đại hồng chung đó. Tháng sau thì cái đại hồng chung đó mới làm. Nhưng mà ngay khi thời điểm phát tâm thì trai chủ đã có phước, chứ không phải chờ đến tháng sau. Và thông thường ấy, thì trong những cái buổi lễ, nhất là những buổi lễ cầu siêu, thì chúng ta thường thường cái chờ tới 49 ngày mới làm, gọi là cúng thất thất lai tuần đấy. Đến lúc đó thì mới bố thí, mới cúng dường, mới tu phước. Thậm chí tiền ở đó, để đó, phải chờ đến 49 ngày. Đây là cái quan niệm không đúng, sai lầm. Nếu như chúng ta muốn vì người thân của mình mà chúng ta bố thí cúng dường tu phước vân vân thì nên làm sớm. Nếu như gia đình bố mẹ của mình có tiền mà mình muốn dùng cái tiền đó để bố thí, để cúng dường, để hồi hướng công đức cho bố mẹ mình thì đừng chờ bố mẹ chết mới làm. Có những người có tiền không chịu làm, chờ đến chết, rồi chết xong rồi chờ đến 49 ngày mới làm là sai. Nếu như khi mà bố mẹ mình còn sống, mình dùng cái tiền của mà bố mẹ mình có để mình tu phước, để mình bố thí cúng dường đó, thì trong 7 phần phước bố mẹ mình hưởng hết được 7 phần. Các vị hiểu không? Đến chừng bố mẹ mình chết rồi, mình cũng dùng cái số tiền đó, 1 triệu đồng đó, để mà mình bố thí cúng dường, thì khi mà mình bố thí cúng dường thì 7 phần phước bố mẹ của mình chỉ hưởng được có gì? 1 phần thôi. Tại sao vậy? Tại vì đây là... Vâng, đúng rồi. Khi mà bố mẹ mình phát tâm, các vị hiểu không? Bố mẹ mình phát tâm thì là cái phước này sẽ hưởng trọn. Bây giờ thầy ví dụ, trong gia đình mình có 4 người, 2 vợ chồng, với con của mình, với thêm mẹ của mình đi. Nhà mình có 1 triệu, và cái triệu này để mà phát tâm, để mình gọi là tiền này tiền của mình hay tiền của mẹ mình gì mình không biết, nhưng tiền này để mình biếu cho mẹ mình, để chuẩn bị làm phước cho mẹ mình, thì nên làm khi mẹ mình còn sống. Các vị hiểu chưa? Tại vì ngay khi mẹ mình còn sống á, thì mẹ mình cũng sanh cái tâm hoan hỷ, phát tâm làm. Hai vợ chồng mình cũng sanh tâm hoan hỷ, phát tâm làm. Mình cũng nói với con mình biết là mình dùng cái tiền này để mà mình bố thí, mình cúng dường, để mà hồi hướng cái phước báo này cho bà nội à, để cho bà có được phước. Và cả gia đình mình 4 người đều hoan hỷ phát tâm làm, thì tất cả 4 người đều có được phước báo và hưởng trọn 7 phần phước. Hiểu chưa? Nếu như số tiền 1 triệu này chúng ta để lại tất, để dành, bỏ ngân hàng đi, rồi để kiếm lãi ít ít gì đó, chờ tới khi mẹ mình chết rồi, mình mới lấy 1 triệu đồng này, mình bố thí, mình cúng dường để mình hồi hướng công đức đó, thì gia đình của mình được 6 phần, mẹ mình được 1 phần. Tại sao vậy? Tại vì mẹ mình là người gián tiếp làm, không còn là người trực tiếp làm nữa. Các hiểu không? Mà nếu làm sớm đó thì mẹ mình có phước sớm, mẹ mình sẽ thoát khỏi cái cảnh khổ vì thiếu phước báo, vì bị đọa lạc. Còn nếu mình làm muộn thì mẹ mình cũng được 1/7 phước, mà là gì? Cái sự khổ này nó sẽ kéo dài hơn, chịu sự đau khổ nhiều hơn. Cho nên nếu đã xác định dùng một cái số tiền hay là cái gì đó phát tâm, thì chúng ta nên khởi tâm niệm thì nên làm. Đừng có chần chừ thì cái phước báo của chúng ta sẽ bị tổn giảm. Rồi trở lại vấn đề, tại sao mà nữ Bà La Môn đó tu phước, tu tuệ, tu định, mẹ của cô ấy được sanh lên cõi trời? Bởi vì mẹ của cô ấy là gì? Là tác nhân, là cái mục tiêu để cho cô ấy tu phước. Các vị có công nhận nhiều khi mình suốt đời mình cũng không có tu phước, mình cũng không có làm thiện, mình cũng không có đi chùa, nhưng gia đình mình đùng một cái có người chết mình đi chùa, phải không? Gia đình mình đùng một cái mà nhất là người mà mình yêu thương lắm thì mình sẽ đi chùa luôn. Nhưng các vị cũng nhớ,
Không phải là chúng ta nên nhớ là chúng ta đi chùa, chúng ta làm, chúng ta tu phước là vì người đó mà làm. Đây là dạy cho cái người đó một bài học, hãy buông xả. Tại sao khi chết mà người ta không có siêu thoát? Đa phần bị đọa lạc ở trong cảnh giới ngạ quỷ. Mình gọi là ma đấy, gọi là vong ấy. Đa phần bị đọa lạc. Tại vì sao? Tại vì tham. Các vị có tham không? Có tham. À, mà hễ tham á thì là đọa lạc. Chính vì thế cho nên khi mà chúng ta tu phước là một hình thức để chúng ta dạy cái người đó, dạy người thân của mình là gì? Phải buông xả tầm tham xuống, đừng có cố chấp. Mình nói với người kia là tôi vì vì anh, vì chị, hay là con vì bố, vì mẹ, vân vân, làm phước là mình nói cho người đó để người đó sanh cái tâm hoan hỷ. Và khi người đó sanh tâm hoan hỷ thì phước của họ sẽ lớn. Đây là cách thức mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Và qua cái vị nữ Bà La Môn này thì là gì? Đức Phật dạy cho chúng ta là ngoài việc bố thí cúng dường, ngoài việc tu phước, ngoài việc nhờ thầy rồi á, thì tự thân mình phải cố gắng tu tập, không phải ỷ lại. Ngay cả có những người tới viết cái tên thôi, ở miền Bắc còn có phong tục là đốt sớ hay là tuyên sớ. Không phải chúng ta tuyên sớ xong rồi Phật hay là Ngọc Hoàng nghe được cái lời cầu xin của chúng ta rồi cứu người đó. Không phải. Sớ bay như bướm như hoa, sớ bay vào cửa vua cha Ngọc Hoàng. Không phải cứ Ngọc Hoàng nghe nó nghe đến rồi xong rồi là bắt đầu chấp nhận lời cầu xin của chúng ta. Không. Tất cả chúng ta đều bị chi phối ở trong luật nhân quả. Nếu tất cả mọi người cầu xin mà được thì đâu cần phải đi tu tập, đúng không? Chỉ cần cầu xin thôi. Và chúng ta thấy thời Đức Phật, người đệ tử của Phật đó là Tôn giả Mục Kiền Liên, có thần thông ấy, thần thông đệ nhất. Sau khi mà biết mẹ mình bị đọa lạc là bà Thanh Đề, bị đọa lạc trong địa ngục, bà Thanh Đề rất đói. Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ của mình đói quá, đem một chén cơm lên dâng cho mẹ. Rồi bà Thanh Đề làm gì? Một tay thì tay trái thì che đậy, còn một tay thì bốc ăn. Lòng bỏng xẻng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm đưa chưa đến miệng đã hóa thành than lửa nuốt mà đặng đau. Lòng tham của bà Thanh Đề khởi lên thì dẫu cho chén cơm có cầm ở trong tay, có bốc đưa vào miệng thì cơm đó cũng hóa thành than lửa. Lửa đó là lửa gì? Lửa tham. Mà không phải một mình bà Thanh Đề tham, ngay cả Tôn giả Mục Kiền Liên khi thấy mẹ mình đau khổ như vậy cũng quên hết tất cả mọi người xung quanh. Các vị công nhận không? Trong kinh có nói là Mục Kiền Liên đem tới một bát cơm rồi biến thực biến thủy chân ngôn để cho bát cơm đó nó biến ra cả địa ngục mọi người đều có không? Không hề. Chỉ có dâng cho mẹ mình. Đây là sự ích kỷ, nghĩ đến cái ta và cái của ta mà thôi. Cho nên pháp sự này không thành tựu. Các vị có cúng không? Có nghĩ đến đến ta và của ta không? Hồi nãy cúng bố thì chỉ nghĩ đến bố thôi, đúng không? À, tức là hoặc giả là nghĩ đến những người thân thân mình còn ở bên ngoài kia là chúng sinh cô hồn gì kệ, không quan tâm, không bận tâm, hoặc giả có cúng. Hoặc giả có cúng thì là gì? Cúng bố mình con lợn quay, đúng không? Cúng bố mình heo gà ngan ngỗng gì rất 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 là nhiều, nhưng mà cúng cho chúng sanh cô hồn ở ngoài kia thì cúng ít ít thôi, cúng bé bé thôi, cúng dở dở thôi. Đây là lòng bỏng xẻng tiền căn chưa dứt. Lòng bỏng xẻng này nó không dứt.
Và chính vì vậy, chẳng những người thân của mình, chẳng những cô hồn ở ngoài kia không được no đủ, mà người thân của mình cũng không có mà ăn. Đó, ba thanh đề đó. Chén cơm hóa lửa, phừng phừng thành than. Không ăn được. Vậy thì ngài Mục Kiền Liên làm gì? Chạy về tìm Đức Phật. Thưa với Đức Phật. Và Đức Phật mới dạy phương pháp cứu tế. Bằng cách là gì? Trai tăng cúng dường. Chứ Đức Phật cũng không nói với Mục Kiền Liên là thôi con yên tâm đi, chuyện đó để thầy lo cho. Đúng không? Phật không nói như vậy. Và Mục Kiền Liên cũng không nói với Phật rằng A-di-đà Phật trăm sự con nhờ thầy. Không. Cho nên đạo Phật chính là giáo dục. Các vị phát tâm bố thí cúng dường tu phước thì các vị hưởng được một phần sáu phước đó. Người thân của các vị, những người đã mất, hưởng được một phần sáu phần sáu phần bảy. Còn người thân của các vị sẽ hưởng được một phần bảy phước đó. Mọi thứ đều rất là rõ ràng. Không có cái nguyên tắc là gì? Là cầu xin. Gọi là giống như là tốt lễ dễ xin. Không, không có. Luật nhân quả không tính bạn tốt lễ là cái mâm của bạn thấp hay mâm của bạn cao, mà sẽ tính từ cái việc là gì? Tâm của các vị có thành hay không? Có kính hay không? Nếu có đầy đủ sự chân thành, thực sự cung kính, sự thanh tịnh đó thì pháp sự này sẽ thành tựu. Còn nếu như mà chúng ta có tốt lễ nhưng ở đây thiếu sự chân thành, thiếu sự cung kính, không có tâm bình đẳng thì pháp sự này hỏi rằng có phước hay không? Có, nhưng phước bé, phước nhỏ, không lớn được. Bởi vì tâm lượng nhỏ. Cho nên thánh nữ Bà La Môn khi mà nghe Đức Phật Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai dạy như thế, cô đã về nhà mau mau làm gì? Mau mau ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Từ Tại Vương Như Lai. Cô rất chân thành, cô rất thanh tịnh và đạt chiêu cảm đến cảnh giới địa ngục như thế đó. Tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta biết rồi. Vậy thì khi mà tụng niệm, chúng ta phải chân thành, phải thanh tịnh. Khi cúng dường cũng như thế. Nếu như phẩm vật cúng dường đưa ra, chúng ta có sự so đo tính toán và đòi hỏi trong này thì nhất định sự thanh tịnh không có, sự chân thành không có. Nếu hôm nay cúng nhà mình, sẽ đọc tên của nhà mình xong, gia tiên nhà mình xong, lại có thêm cái nhà nào đó nữa, người ta cũng vào cúng chung, người ta cũng vào lễ chung, người nói ôi hôm nay cúng của tôi mà hôm nay lại có thêm người kia nữa, vậy rồi tiền này đi đâu? Các vị hiểu không? Thầy bảo là cúng cái lễ này thì mất 5 triệu, 10 triệu đi. Tôi đã đưa cho thầy 10 triệu, sao hôm nay lại thấy đính kèm bên này có người. Tí xíu nữa đọc, thấy đính kèm bên kia có người. Thế là nói, vậy là thầy gian rồi. Không đúng. Các vị phải biết khi chúng ta phát tâm. Và cái phước của chúng ta sẽ tùy theo tâm lượng ở sự chân thành, thanh tịnh đó mà thành tựu. Và các vị phải cố gắng giữ gìn phước báo của chính mình. Ngay cả có những người khi cúng ích kỷ đến cái mức là chỉ muốn nhà tôi thôi, không muốn có thêm nhà khác. Và ở trong cái khái niệm này, ngay cả việc đọc tên cũng vậy. Đọc tên thì cũng muốn đọc tên nhà mình trước,
đọc tên nhà mình sao? Hôm nay là lễ của nhà mình là lễ chính mà sao cuối cùng thầy đọc tên ai đó, cuối cùng tên mình thầy đọc sao cùng? Và chúng ta sanh tâm không hoan hỷ. Và cũng chính vì sự không hoan hỷ này, phước báo của chúng ta tổn giảm. Ở xong lĩnh vực này thì sẵn tiện thầy nói luôn, rồi chúng ta cúng, tụng kinh, cầu nguyện vân vân, cầu đi đâu? Cầu sanh tịnh độ, đúng không? Và tối thiểu nữa thì cầu sanh về cõi trời, mà ít hơn nữa thì cầu sanh về cõi người, là thấp nhất. Thật ra không ai có cầu sanh về cõi người, ai cũng muốn cầu sanh tịnh độ cả. Có ai muốn cầu nguyện cho vong linh của mình, người thân của mình sanh vào cảnh giới ngạ quỷ hay không? Có không? Đâu ai cầu sanh về cảnh giới ngạ quỷ đâu, giơ tay anh thầy coi. Không có đúng không? Thế có ai cầu cho người thân của mình sanh về cõi người không? Giơ tay. À, cầu sanh cõi người, vâng. Đây là sự mong cầu rất là khiêm tốn. Tốt. Có ai cầu sanh về cõi trời không? Giơ tay lên. Rồi, cũng tốt luôn. Thế có ai cầu sanh về Tây Phương tịnh độ hay không? Ồ, rất là nhiều. Nhưng mà các vị nói và làm không giống nhau. Thế nào là nói và làm không giống nhau? Cầu sanh về Tây Phương cực lạc. À, cầu sanh về cõi trời. Cõi trời cũng là y phục, y thực tự nhiên lai, đúng không? Sanh về Tây Phương tịnh độ thì còn thù thắng hơn như thế nữa. Sanh về cõi người á, y thực không có tự nhiên lai thì cũng phải là gì, còn nhỏ thì bố mẹ nuôi, bố mẹ sắm quần áo, lớn lên phải tự làm, tự sắm, tự mặc, vân vân. Già thì có phước thì con cái nó sắm cho, còn không thì cũng phải xin đồ cũ mà mặc. Vậy mà cứ cầu như vậy, và cuối cùng thì con cầu xong rồi con đốt cho mấy bộ đồ giấy. Ai là người hưởng đồ giấy các vị biết không? Cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhưng mà là quỷ chấp vào đó thì mới hưởng nha. Không phải tất cả chư quỷ thần đều mặc đồ giấy. Không phải. Mặc quỷ thần mà chấp vào đồ giấy thì sẽ mặc đồ giấy. Cho nên cái việc cúng đồ giấy nó không hoàn toàn sai, nhưng nó không hẳn đúng. Không hoàn toàn sai có nghĩa là gì? Có những người nói là trần sao âm vậy, trần á thì phải mặc đồ giấy, phải có tiền xài, cho nên chết xuống rồi thì phải mặc đồ giấy, phải có tiền xài. Người mang tư tưởng đó chết nhất định phải cúng đồ giấy. Các vị hiểu không? Phải mặc đồ giấy, phải có tiền xài. Đó là trần sao âm vậy. Và trong đây phải bảo đảm với các vị là trên 90% các vị nuôi tư tưởng là trần sao âm vậy, chết là nhất định phải mặc đồ giấy, phải xài tiền địa phủ. Cho nên tới chừng chết rồi lắm ngóng của sao không thấy nó đốt tiền ta. sao không thấy cái gì, không thấy đốt quần áo. Và tất cả đều hình thành trong tư tưởng của chúng ta. Cái này thầy không nói đúng, thầy không nói sai, nhưng nó được hình thành ngay trong tư tưởng. Nếu các vị muốn thay đổi thì các vị cũng phải thay đổi ngay trong tư tưởng của chính mình. Nếu như các vị tụng kinh cầu nguyện cho người đó sanh về cõi người, cõi trời hay sanh về cõi tịnh độ, mà các vị đốt đồ giấy, đốt nhà cửa, đốt xe cộ, đốt quần áo vân vân, tiền bạc vân vân, việc người đó có thọ lãnh hay không thì việc đó các vị cứ hỏi người thân của mình, đừng hỏi thầy. Nhưng mà thầy chỉ chắc chắn một điều là người đó không thể sanh về tịnh độ. Tại vì sao? Tại vì vướng rồi. Các vị hiểu chưa? Có hiểu chỗ này không? Đó. Thầy không nói đúng, thầy không nói sai. Nhưng mà chúng ta phải nói là việc làm của mình và ý nghĩ của mình phải giống nhau. Các vị muốn con của mình nó đi du học ở Úc chẳng hạn đi, thì cái việc đầu tiên các vị phải chuẩn bị tiền. Tiền để làm gì? Tiền để trả bên kia chứ không phải để tiền ở đây. À, các vị phải chuẩn bị cho con mình kiến thức, các vị phải chuẩn bị cho con mình tất cả những cái tiêu chuẩn để có thể đi du học Úc. Mà những cái đó các vị không lo, các vị mới nói với con mình là
Thôi, con đi du học Úc đi, mẹ xây cho con cái nhà ở đây nè. Còn những cái gì tiêu chuẩn thuộc về đi Úc các vị không lo. Thì hỏi cho đứa bé đó có đi Úc được không? Hay là nó ở cái nhà đó? Nó sẽ ở cái nhà đó. Tại vì tất cả những tiêu chuẩn đi Úc không có, tiêu chuẩn của một du học sinh không có. Cho nên việc cầu nguyện là như thế. Thời xưa đi ngựa thì đốt ngựa, thời này đi xe hơi thì đốt xe hơi, đúng không? À, xài di động thì đốt di động, vân vân. Thậm chí đốt cho cái nhà mấy tầng còn khuyến mãi thêm mấy cô hầu nữa. Nhưng mà cầu thì là gì? Cầu sanh tịnh độ. Ở ngay chỗ này thì là gì? Lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn không có logic lẫn nhau. Và không có logic lẫn nhau thì người ta bảo mình là gì? Mê tín. Tu mà mê tín thì lúc đó mình sân si nổi dậy, mình nói tôi tu, tôi là đạo Phật, tôi là Phật tử, tôi quy y nè, tôi có pháp danh, tôi có phái quy y nè, sao lại bảo tôi mê tín? À, thành ra là chúng ta mê còn chồng thêm một cái mê nữa. Một điều mà chân thật mà hồi hướng công đức cho cái người thân đó chỉ có buông xả và thanh tịnh tâm mình, nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên cái phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh á, có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Bạn là nhà giàu, bạn có tiền, bạn bố thí, bạn cúng dường nhiều cũng tốt. Bạn không có đồng nào mà bạn rất yêu thương bố mẹ của mình thì cứ nhiếp tâm niệm Phật để hồi hướng cho bố mẹ của mình. Và hãy cố gắng làm tốt ở trong cuộc sống này để hồi hướng phước đức đó cho bố mẹ của mình. Chứ cũng không nhất thiết là phải có tiền cúng chùa, không có nhất thiết là phải có tiền để bố thí cúng dường, phải làm từ thiện, không nhất thiết. Thiện sẽ xuất phát từ tâm. Bây giờ thương bố mẹ lắm nhưng mà giờ không có tiền, lại không có thời gian, suốt ngày ở nhà làm nội trợ. Vậy thì lấy cái gì để bố thí cúng dường đây? Làm nội trợ có cúng dường được không? Suốt ngày không đi đâu được cả, chỉ có là nấu ăn, quét nhà, giữ con, giữ cháu vân vân. Vậy thì có tu phước được không? Được không? Được. Được ở chỗ nào? Hồi xưa vừa làm vừa cằn nhằn, đúng không? À, vừa đi chợ vừa nấu ăn vừa cằn nhằn. Bây giờ mình cũng đi chợ, mình cũng nấu ăn, nhưng mình nấu ăn với cái tâm hoan hỷ. Ngày xưa mình trông cháo, mình vừa trông vừa đay vừa nghiến. Bây giờ mình cũng trông cháo với cái tâm yêu thương của một người, một bà nội, một bà ngoại. Đó chính là phục vụ. Đó chính là đáng đang tu phước, đang bố thí. Bố thí sức lao động của chính mình, bố thí trí tuệ của chính mình, để cho con của mình nó yên tâm nó đi làm. Nó đi làm kiếm tiền, nhưng thực tế đi làm ngoài việc kiếm tiền để lo cho bản thân, cho gia đình của mình, thì đó cũng là phục vụ xã hội. Có phải đi lao động là phục vụ cho xã hội không? Phục vụ cho xã hội. Và phục vụ cho xã hội thì xã hội đó tốt, gia đình tốt, xã hội đó tốt. Và lớn lên nữa đó là gì? Quốc gia đó, thế giới đó càng tốt hơn. Cho nên chúng ta đừng có bó buộc mình ở trong một phạm vi rất nhỏ. Cũng đừng có xem kinh rồi nghe nói là khắc vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thế là thấy bon 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 chạy đi ra thỉnh cái tượng Địa Tạng Bồ Tát vào chùa cúng dường. Cúng rồi cái chùa chùa tượng đủ hết rồi, cái thầy thầy nói thôi thầy không có nhận đâu, chùa đã đủ tượng rồi. Thôi nhưng mà con vì bố con, vì mẹ con hay anh em nhà con mất cho nên con xin thành kính cúng dường. Thôi thầy nhận cho con có phước. Thầy nhận xong rồi thầy cũng biết để đâu, thôi thầy cứ để chỗ đó, không có đặt bát nhang thờ. Bữa sau tới tượng của mình không được đặt bát nhang thờ, không được đốt hương, vậy là mình buồn, mình phiền não. Các vị thấy không? Rồi thậm chí có những người nghe nói phải in kinh để cúng dường, lẹ 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 đi thỉnh một mớ kinh về đến chùa đó cúng dường, chùa họ không tụng, kinh đem vào tủ cất. Có lợi ích không? Không có lợi ích. Các vị có bỏ ra tiền tỷ các vị in kinh kinh đó xong rồi phải đóng thêm mấy cái tủ nữa để mà bỏ vào trong đó cất thì kinh nó không có lợi ích. Lời Phật dạy phải được gì? Đọc
tụng thọ trì vì người diện nói thì mới có lợi ích. Ít ra phải có người xem, phải có người đọc. Hơn một chút nữa là phải có người thực hành theo. Cao hơn một chút nữa là có người đọc kinh đó rồi thì nói cho người khác biết để người khác tu thiện, người khác làm phước vân vân. Như vậy mới có lợi ích. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm phải có trí tuệ thì phước của chúng ta mới thù thắng. Chứ không phải cứ thấy mà nói, cứ thấy mà làm theo và không có sự chiếu soi của trí tuệ thì cái phước của chúng ta hỏi có hay không? Có. Nhưng mà nó rất nhỏ. Các vị hiểu không? Cho nên phước lớn hay phước nhỏ và tu tập như thế nào cũng còn tùy hoàn cảnh của mỗi người. Và chúng ta chỉ cần đọc kinh. Nếu chúng ta không biết, chúng ta hãy hỏi. Hoàn cảnh của con như vậy, bây giờ con muốn vì người thân của con bố thí cúng dường tu phước, bây giờ con phải làm sao? Thì kiểu gì các vị vẫn có thể bố thí cúng dường tu phước được, bắt đầu từ cái tâm của chính mình. Cho nên tất cả những sự tu tập đó, mục đích cuối cùng cũng vẫn là gì? Là đền đáp bốn ơn nặng. Và trong bốn ơn nặng, ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn quốc gia xã hội và ơn chúng sanh đó, gần gũi nhất đó là chúng ta đền ơn đối với bố mẹ của chính mình. Còn sống hay là đã mất, chúng ta đều làm được. Tất cả mỗi ý niệm mà chúng ta tu thiện, chúng ta làm phước cũng vì đền ơn. Chúng ta không có việc làm, ai đó xin mình cho mình một công việc, mình vào ở chỗ đó mình làm. Chỉ là làm công việc quét dọn thì cũng hãy cố gắng làm tận lực của mình để mà đền ơn. Chứ không phải với bạn cho tôi cái gì tôi mới đền ơn. Cuộc sống, những gì diễn ra xung quanh của chúng ta mỗi ngày đều có ơn với chúng ta cả. Và tất cả sự tu tập cũng nhằm mục đích để đền ơn. Vậy Đức Thế Tôn lên cung trời đao lợi thuyết pháp độ cho Thánh Mẫu Ma Gia cũng là gì? Cũng là đền ơn, làm tròn hiếu đạo. Đó là nội dung ở trong đoạn đầu của kinh Địa Tạng. Chúng ta chia sẻ tới đây thôi. A Di Đà Phật.